tại hà nội bộ công thương đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế để trao đổi về các vấn đề phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế nguyễn văn phương cho biết dù chịu tác động đáng kể của đại dịch Covid-19, song thời gian qua, đối với các lĩnh vực ngành công thương, tỉnh vẫn quyết liệt tổ chức thực hiện các kế hoạch theo tinh thần vừa phòng chống dịch, vừa hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thành công nghị quyết số 54 NQTU ngày mùng 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Công Thương quan tâm xem xét giải quyết một số vấn đề thuộc lĩnh vực do Bộ Quản lý. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương luôn ủng hộ và đồng hành với Thừa Thiên Huế trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong việc thực hiện các mục tiêu nêu trong nghị quyết số 54 NQTU ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tuy nhiên bộ trưởng cũng nêu rõ một số nội dung mà thừa thiên huế cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới trong đó đặc biệt lưu ý phát triển các dự án sử dụng công nghệ sạch bảo đảm mục tiêu bảo tồn và phát triển bộ trưởng giao cục điện lực và năng lượng tái tạo cục điều tiết điện lực nghiên cứu tổng hợp các ý kiến đề xuất của tỉnh từ đó tham mưu lãnh đạo bộ để tạo điều kiện thuận lợi giúp địa phương tháo gỡ vướng mắc khó khăn và phát triển theo đúng định hướng mục tiêu đã đề ra